bóp người ta thở luôn. Mà im nè, cười. Hôm nay được cá có mụn cá nhiều. Bóp bóp thì cứ thở bình thường. Thấy được không hả? Dạ. Rồi sao? Nhìn to rồi. Nhìn đã nè. Cái mồm mà rút ra được cái... Vâng, tôi đã hết.
massage chi rồi em massage đầu không, đầu cổ vai cái là 100, còn massage đầu không là 50. Đã không?
thế chừng. Nhưng mà thấy là ok. Ta tưởng mình đang nghĩ dạo mà ta nghĩ là không bày không tạo nó có tăng này được rồi này, đông người thì dạo đông người thì cứ 26 đủ yêu chỉ đủ yêu nhà nào mà bất thực quả được mà bắt số số lớn nhất rồi nhé. Ờ đúng rồi, hồ chính luôn đá luôn mọi người, thì do máy ngoài xuống thì ở lạnh nung đá nước dùng
cứng bằng phê luôn luôn á. Cô lần thấy na đồng nghiệp phải tỉnh. Dạ, mình nấu quá. Không, bữa trước em vô em thấy nó đi lại em đánh chị. Bất quạt mà, bất số 3 mới chịu. Thế nhá, hồi xưa đứa một độ ta ăn mấy chục cây kem ta trùm mày luôn. Ăn xong mấy chục cây kem là người cũng đông luôn á. Lạnh quá vậy trùm mày luôn. 40 cây với mày. Kem gì mà em? Kem siro á. Kem nhỏ nè. À, kem siro á, kem mà đá. Đá mà họ bỏ nước siro vô á. Ăn xong là bị khống luôn á. Hồi xưa đậu đồ với làm gì, hầu mà chị còn nhỏ. Hồi nó tính háo thắng. Ừ. Ăn xong trùm mày luôn. Bạn bạn cà lì không, đây là khách của chị xưa anh chị, nhưng mà bạn cà lì xưa giờ mình làm hắn. À, để em kêu Thuận mua. Giá tới bao nhiêu là không em kìa. Em chết chết à. Muốn bị chửi à. Lộn, nó qua cái trong đời rồi xong lại ngủ thứ bảy quên mất. Tưởng qua cái gì mà gió yếu quá. Ngày cá ăn tự khai trương à, cái mới làm khai trương gì khách mà sáng trời có người thì nói buồn gì còn mắc Facebook nữa hiện chim đen gửi mấy trăm mà
Thì lâu nóng quá. Cái em chờ đang chờ. Rất là thời điểm này mà mở mà thề mở là chết. Mình mà ế sản là biết luôn rồi. Mấy ngày luôn hì. Sản hầu luôn à. Không có chị mà ế mà thấy mới thấy mới mệt đó chứ hì. Tự nhiên thấy lo hơn đúng không? Có không? Chị em thua 600 đúng chị? Sao? Thiệt mà. Còn buồn em thua 300 nhất. Còn sao? Chị nữa 600. Bữa kia 300 mà. Kinh rứa. Rứa ai ăn? Cái ly ăn hết luôn. Chị em đen lắm. Em đen từ đầu của giỏ mới cuối giỏ. Trời ơi. 20 nghìn, 20 nghìn phu mí. Mà kêu là có khách là đứng lên á, mà không có khách, không đứng lên được. Muốn đứng lên nhưng mà không được á. Cái nhân hầu nữa là thua nữa đó. Đứng khách vô luôn. Mà đen quá. Đen thì cũng đáng lắm, em phải đuổi vị trí đi. Đổ luôn, quán đen gì nè. Hát đen là có ngồi đâu, ngụm đen à. Kêu gì chú ngủ cho nó đỏ. Không hiểu, không trai, mua mẹ ra gì không trai. Éo chán luôn. Éo quá buồn luôn đúng không? Ngầu cái nã luôn. Cái gì Loan đi đúng ngày. Vua cờ bạc đấy. Ly. Cái ly. Bà đam mê chơi xì lát à? Xì lát. Ừ. Lúc mà đánh bài thì nhân viên mình không có mình ở nhà là công hành. Không có khách ngồi được nữa chị, khách đứng lên hết. Mà cái thời điểm nó không có luôn. Phải, chứ mà chị Loan đi rồi. Cái hơi. À, mỗi lần về thì bữa nay là mày có chị họ mới vô thì... Dù sao chị làm lâu đời lâu kiếp rồi. Chị đó phải mới chụp chứng. Chụp chứng ra là bữa nay bể hết. Thấy Hiền làm cũng với chị cũng lâu đời rồi, khách cũng nhiều rồi đó nè. Rồi mà thấy không? Như thế em thấy xà ba giờ trừ cũng chết ngắt hay mà.
tìm quán chạy quảng cáo không là lỡ rồi cũng cầm cự thôi chứ chị nói thiệt, nên mở ra là chết. Trong khi là chị cho khách của chị hơi bị nhiều nữa rồi đó nghe, mà lại thảm như đó, kiểu như giống như là khách nó phải tới chỗ mình á, kiểu như đó, dù không phải chị làm kiểu như tới họ vẫn thích tới hơn, có gì họ hỏi mình á, cái gì mà mình xử lý được đồ đó gì như họ yên tâm hơn á. Mà đi hồ thảo mới đi mang váy đi được không ta, váy mà hở một bên vai được không ta, hở một bên cái tay á, một bên tay dài, bên này một bên váy vừa rồi mang rồi, váy màu trắng. Chị nghĩ buổi sáng có chị khách vô thì mấy phút rồi hả? Sáng mấy đứa không bỏ, anh thấy mình phun nhiều. Đúng không chị? Anh đứng bên... không mà. Kiểu như khách ngồi ở chỗ xa lắm gì á. Nó cũng thèm là mình lắm chứ. Họ nói là chị do chị Lâm làm cũng ế đúng không? Rồi là ế lắm rồi đó. Ế mới đăng lên thứ đó. Bây giờ bên này là khó lắm. Hà không bao giờ ngủ. Chị của chị chuẩn bị cho mấy đứa nhân viên ở yên. Có phải không? Hôm trước có thấy một mình anh lấy cái tóc với lại mấy chị nữ đồ đào chứ mấy. Thì cho thêm nghỉ hai đứa mà. Trả không nổi. Mình chuẩn bị cho mấy đứa nghỉ chị. Cứ chắc cũng cả 5 đứa em. Chúng mình đưa 5 đầu đánh một đầu. Hôm trước còn quá hớt tóc thì có cái gì vậy? Có không ngó rồi đó, với chị đúng ngày chị kêu chị làm có ngày nam tram, có ngày chị ba bốn tram, không đủ tiền ăn nữa chứ đừng nó đến dịp lễ họ mới làm thì chứ người ta
Thì đó, bà kêu là nghề tóc là nghề, tôi nói là khổ. Dạo còn tóc khỉ là hốc, hốc cái còn khỉ cái chị không, nếu mà được chứ còn mà làm cái giá bèo bèo thì chống cự chi, chị thấy cũng